Mà anh được không? Anh là cũng hơi ốm ốm nhưng mà anh có cái khác, anh khỏe. Mà anh được không? Anh ốm nhưng anh có võ. Đồng ý. Nhiều người mập nhưng người ta không có võ. Đồng ý không? Anh ốm nhưng mà anh có võ. Đừng chê người ta ốm nha. Người ta ốm cái này á, xã hội nó có luật bù trừ. Người ta ốm cái này nhưng cái khác người ta không ốm. Đó. Nhưng mà được. Tụi nhau là hai người ấy, ngồi với nhau là hai tim nó phải đập bình bình bịch trên này. Nhưng mà đấy. Giờ tim anh con đập. Tim anh thì nó héo rồi. Tim anh thì nó quéo queo rồi. Tim anh thì nó tê liệt rồi, nó héo rồi. Tim anh nó quéo rồi, không còn đập nữa à. Anh ốm yếu này, tim giờ nó nhỏ. Gan này to nên tim nó nhỏ. Tim nhỏ nước da nhìn này, nước da nhìn trắng đẹp, nói chung là nhìn đẹp này mà nhiều anh trai quả này chắc rớt rãi chảy còn mất còn, được còn, hút được còn hút ngon được, hút được nói chung còn ngon hút gì hút được nói chung là cũng còn hút được liếm láp được còn ngon em lại ok dạ em xin thưa lên cộng đồng mạng và anh chị em cô dì chú bác gần xa nếu mà có coi coi cái video này chia sẻ những thông tin đó giùm em để giúp em lấy lại số tài sản mà em đã bị tên Nguyễn Hoài Anh này lừa gạt tình và tiền. Và em mong rằng trên cộng đồng mạng nếu mà cô dì chú bác gần xa coi cái video này, nhìn những cái người phụ nữ mà bị họ lừa gạt tình và tiền á, nói chung là coi cái nào giúp được thì giúp, còn không giúp được thì lướt qua, đừng có comment chửi họ, cũng không ai muốn mình ngu để mà là... làm đổ mồ hôi công sức ra mình bỏ tiền mình nuôi trai hoặc là mình không không có ai muốn mình phải khổ, nhưng mà chẳng qua cái nghiệp cái nợ người ta phải trả. Nói chung là dính vào yêu thì dính vào yêu khó nói chuyện lắm. Yêu rồi khó đúng không? Bây giờ anh tiếp tục anh trò chuyện với em. Thì anh cũng dạ đồ hiệp sĩ Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị các bạn. Đến giờ phút này là bây giờ là cũng 11 giờ thiếu rồi. Hiện nay là hôm nay là một cái câu chuyện ở một cuối tuần thứ bảy. Một em gái hiện nay đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh về đây nhờ anh em ở Bình Dương gây nhờ tiếp tục đăng thông tin để tìm kiếm phi công. Hy vọng là phi công này đang ở đâu đó thì hãy xuất hiện. Xuất hiện càng sớm càng tốt để anh em còn kịp ăn Tết và đưa thanh niên này đi gọi là đi ăn cơm trong nhà nào ha. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin là tìm một người đàn ông là một người bồ cho em gái này. Và sau đó thì cái cuộc trò chuyện này kết thúc là anh em tiếp tục để tìm hiểu và để làm quen, có thể là các anh, các ca, chú, có thể là tất cả các tỉnh. Hy vọng là ai đó có duyên và đủ duyên thì có thể đến với em gái này. Và em gái này hiện nay thì trong cuộc sống thời gian qua phải nó cũng rất buồn tủi. Mong muốn nhất là đến và được yêu một người đàn ông chân thật và thật lòng. Giàu nghèo không quan trọng, tuổi tác cái đại loại là không đạch vấn đề, nhưng quan trọng nhất là phải yêu thương nhau. Thì em gái này cũng thực sự là cũng mong muốn là tìm một người đàn ông phù hợp cho mình để hy vọng là sau này hai người sống với nhau để lương tựa nhau đến cuối đời, đầu bạc trong lòng. Em gái này phải nói rất xinh gái, nhìn rất tươi rất vui vẻ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết câu chuyện này rồi chào em gái. Chào. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Em tên là Trần Thị Thanh Loan. Loan ha. Loan cho anh hỏi là em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 1980. Em trước đây em ly hôn lâu chưa? Dạ ly hôn cũng mười mấy năm rồi. Mấy năm là cũng lớp rất lâu hả? Dạ 15 năm. Em thấy cái cuộc sống mà thiếu người đàn ông ấy, dù rằng đàn bà mạnh mẽ cái nào đấy đi chăng nữa, nhưng mà thiếu người đàn ông em thấy nhiều khi có buồn không? Dạ cũng buồn chứ. Em thấy đôi khi bạn bè của em ấy, hoặc là những người khác người ta chở vợ chở con đi chơi ấy, hoặc là những ngày cuối tuần hoặc là đi ăn uống ấy, mà mình vô tình mà chợt thấy mình đi của mình thấy có buồn không? Cũng buồn. Buồn ha. Ai cũng vậy, cũng chạy lòng ha. Thấy người ta sống cái cuộc sống hạnh phúc mà mình cũng ao ước được một hạnh phúc như vậy mà không đến với mình nha. Em cho biết thì hiện nay em về đây nhờ anh em mình chị Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm người đàn ông này. Dạ là... em đến đây là nhờ bên đội hiệp sĩ bên anh Nguyễn Thanh Hải tìm giúp giùm em một người này tên là Nguyễn Hoài Anh, sinh năm một sinh ngày 1 tháng 1 1984, nguyên quán ấp K12 Phú Hiệp Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Đã quen biết với em từ lúc năm 2019, sống như vợ chồng cho tới năm nay. Hôm nay mà nỡ lòng nào đi gom của em tài sản xe vàng dòng vàng tiền và đồng hồ và cái điện thoại của em đi luôn. Thành ra em tới đây là nhờ bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ giùm em là tìm kiếm những thông tin này để mà lấy lại của tài sản cho em. Họ nói chung là quen biết cũng lâu rồi, năm 2019 cho tới hôm nay là dù gì nữa cũng 5-6 năm rồi, không tình cũng nghĩa. Nhưng mà nỡ lòng nào sống tàn nhẫn ác với em, khốn nạn với em, khi đi mà gom đi hết, có âm mưu tính sẵn trong đầu. Đi gom đi một tháng lương rồi còn hả gom 19 triệu của em. Và một cái xe AB hiện bây giờ giống như trong hình, xe A-Black trong hình đỏ trắng.
Dạ, biển số là 68D1055553 và 19 triệu và một cái đồng hồ radio và một chiếc nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 và một chiếc nhẫn K18 là 7.8 triệu với một cái đồng hồ radio 4.8 triệu và một cái điện thoại Apple A92. Vậy là có cái gì của em ấy, tất cả có gì, vậy là có giá trị trừ quần áo là người đàn ông lấy hết. Dạ. Trong cái thời gian cho em cho anh hỏi này, trước em quen em, anh hỏi lại em một lần nữa. Dạ. Em quen người đàn ông này, em quen ở trong cái tình huống nào vậy? Dạ, nói chung là em buôn bán ở bên ngay công ty Thiết Đông Dương á, rồi nó làm bên bên cửa sắt của ông Lý Tuấn đó đó. Rồi nó ở bên đó, rồi nó thấy em sống một mình, nói chung là nó cũng đang tìm kiếm những cái người phụ nữ mà để mà nó dựa dẫm đó, rồi nó cũng tìm hiểu em. Nhưng mà lúc mà em quen biết nó, em cũng đã nói rồi, em muốn nói là em không thể nào đến với anh được đâu, vì trên lệch cái tuổi tác nhiều lắm. Nó mới nói là anh không ngại, quan trọng là cái tình thương yêu và cái tình nghĩa với nhau, sống với nhau, đến với nhau, tình thương yêu và lo lắng cho nhau thôi, còn anh không ngại tuổi tác đâu. Mà nó cũng đã dắt em về nhà nó dưới quê nó 3 lần rồi. 2019 là Tết 2020 nè, đầu năm 2020 là em với nó đã về quê nhà nó rồi. Ba nó cũng biết em, gia đình anh chị em, con cháu nó ai cũng biết em hết. Vậy là tất cả gia đình nhà hầu như ai biết em? Em về quê 3 lần rồi. Có ai phản đối em là trong cái cuộc tình? Dạ không? Không ai phản đối hết, mà gia đình anh chị em nó còn khuyên em á, là tại vì nó đã bỏ đi, nó gom của em đi mấy lần rồi. Đi 3-4 lần rồi. Gia đình anh chị em của nó ai cũng đều khuyên em bỏ nó đi, thậm chí con cháu nó cũng đều khuyên em bỏ nó đi, nhưng mà mình nghĩ sống cái tình, cái nghĩa. Thế em thương người đàn ông này nhất cái gì vậy em? Nói chung là cái nghiệp, cái nợ em phải trả thôi, nhưng mà trả là cũng như là lần này cũng như là lần kết thúc. Em cho anh hỏi này nhé, em ly hôn với chồng ấy là cũng thời gian phải lo rất dài, trong thời gian đó em đã từng tìm hiểu yêu ai chưa? Nói mà chung sao? Cũng tìm hiểu rồi, mình không thương. Không hợp mà sao không em thương. Sao em gặp người đàn ông này mà em lại yêu đến độ như vậy, say đắm như vậy? Nói chung là cái nợ mất cái khó nợ khó nói ha, nợ ai yêu mới biết được ha. Dạ. Không yêu không biết nợ được. Mất cái nợ thực sự rất khó. Người đàn ông này họ tên là họ Nguyễn Hoài Anh à? Nguyễn Hoài Anh. Anh Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1 tháng 1 1984, nguyên quán ấp K12 Phú Hiệp Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Nguyên quán là làm cái gì em? Nguyên quán là cái quê đó. Cứ ngủ nguyên quán đó. Em cho anh hỏi này, em gặp là gặp cụ thể là khi mà em hai người mà bắt đầu hẹn hò ấy, thì em có cảm tình nhiều hay là chỉ là bạn bình thường? Ban đầu em chỉ nghĩ là bạn thôi. Rồi tiếp xúc rồi giao lưu. Nhưng người đàn ông đến với em ấy, khi quen em là người ta đi bằng phương tiện gì? Dạ nói chung ở trong đó không có xe cộ có gì đó, nói chung là chỉ dọn dẹp, chỉ có mấy bộ đồ đi tại ở cho cô cho chỗ làm đó. Vậy là có mỗi cái gì thôi, dọn dẹp mấy bộ đồ với trên. vài triệu trong trời người thôi. Ơi vậy trên răng và dưới đạn, sao em yêu người đàn ông chị ấy? Người đàn ông mà khi mà em biết rõ rằng người ta tuổi này 30-40 rồi, ít nhất là người ta phải có một cái gì đó nhất định thì người ta mới có thể nha. Có thể. Nói chung là mình tìm hiểu nhau, rồi được thì đến với nhau, còn không được cũng coi như bạn. Nhưng mà qua tiếp xúc, nói chuyện thì nói chung mình thấy mình cũng hợp. Hợp tình, hợp lý cho nên mình mới đến với nhau. Đến nhau sao mình đến nhau lâu dữ vậy? Mình đến nhau 5 bữa nửa tháng thôi. Đến lâu dữ vậy? Nói chung là cũng gắn kết với nhau mới được cái sự yêu thương và đùm bọc với nhau. Cho nên mới gắn kết được mới lâu dài, 2019 tới nay. Người đàn ông này cũng là 5-6 năm rồi, không phải đơn giản. Thời gian rất dài ha. Người đàn ông mà lúc bây giờ yêu em nhiều không? Nói chung thương thì cũng thương, cũng có thương chứ không có thương. Em chắc em yêu nhiều ha. Em chắc em yêu nhiều ha. Say đắm mà. Lặng tình quá em ơi, phụ nữ mà lặng tình có khổ. Em đến giờ phút này nếu mà em tìm được thì em còn yêu không? Không. Thật trong suy nghĩ kỹ chưa? Không. Bỏ nói chung lắm. Là bây giờ là em chỉ muốn lấy lại tài sản của em thôi. Nếu mà tiền vàng xài hết thì em sẵn sàng bỏ, nhưng mà quan trọng với chiếc xe là cái phương tiện để em đi làm. Mà thậm chí anh ơi, sống chung với nhau 5-6 năm trời mà không đi làm. Trời. Nó một nó là thợ hàng cửa sắt đúng không? Mà nó không đi làm, nó làm một tháng cao lắm một ngày 2 ngày rồi đó, ở nhà 2-3 tháng. Vậy là lấy gì ăn đây? Thì bởi vì em đi làm, nói chung là trên cộng đồng mạng bà con cô dì chú bác gần xa xin hãy thương em trong hoàn cảnh này, đừng comment chửi này nữa nọ, nói người đàn bà ngu dạy để tiền nuôi trai. Nói chung không ai sống mà ngu để mà đi làm để mà lấy cái đồng tiền của mình để mình nuôi trai á, chẳng qua cái nghiệp cái nợ người ta phải trả,
Nhưng mà trả đến một lúc nào đó rồi người ta cũng xa hết. Thành ra bây giờ em lên đây là em nhờ anh Nguyễn, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hải, mấy anh trong đội gì đó chia sẻ những thông tin về bà con, cô bác, dòng họ của nó đó. Nếu mà thấy nó thì hãy liên lạc được với nó, xin hãy liên lạc với nó là làm phải trả tài sản lại cho em. Em cho anh hỏi này, cái ngày hôm mà, một hôm mà buồn nhất của cuộc đời em, hôm đó em đi đâu mà để người đàn ông người ta lấy hết toàn bộ tài sản của em vậy? Dạ không, nói chung là hai vợ chồng sống với nhau cũng là 5-6 năm rồi. Nói chung là nó nghỉ làm, nó không có đi làm gì hết. Em cũng đã đi tìm kiếm phương tiện để cho nó đi làm. Em cũng đã tìm công ty bảo vệ. Em hỏi anh là đàn ông mà lúc nào cũng thang đau lưng hết trơn á. Lưng đau à? Đau, nhưng mà nó đau, bị đau xương sống ôi gì trời đó. Ôi nà trời. Nhưng mà để ơi, em nói anh nghe, cái lúc nào nó đi làm được 1-2 bữa, nó là thợ hàn cửa sắt. Ờ lại khỏe. Nó là thợ hàn cửa sắt. Nói chung là có công ăn việc làm thì nó cũng đi làm mà. Ồ. Một tháng á, một tuần nó làm. Thậm chí á, mà em chạy đầu này, anh em ở nhà trọ người ta đi làm thợ đâu dây điện đó, mà em phải chạy đi hỏi tìm kiếm công ăn việc làm cho nó. Em hỏi mấy anh em của nó có ai cần không, chơi giới thiệu cho chồng em đi làm với phụ cũng được. Mà thậm chí người ta thương em, người ta quý em, người ta mến em, tại em thường thường qua nựng con người ta với em nói chuyện với vợ người ta đó. Rồi người ta quý em, người ta mến em, người ta mới kêu nó đi làm. Nhưng mà đi làm được với người ta, người ta lại gặp em than phiền là vì sao? Nó quá làm biến. Trời. Nhưng mà ông tướng này mà một tuần lễ nó không bao giờ làm đúng hết một tuần lễ. Kìa. Cao lắm là 4 bữa, 3 bữa. Dưỡng sức à? Không phải gì, nó làm biến. Trời ơi. Nó làm biến lắm. Nhưng mà con cái này nè, mình nghĩ là cái tình thương của mình dành cho nó thì nó sống nó phải biết. Nó biết suy nghĩ. Đằng này hả, em càng sống em càng khổ. Nhưng mà con cái là gì? Thì bây giờ cái khổ của em là không thể nào kể hết được. Nói chung là em cứ kể hết bớt đi cho nó trong buồn. Mà mọi em nói chung là em, cho em đã lên đây rồi thì em cũng không có giác mặt lên đây mà để mình kể lể hay là khóc than gì mà để mình trên cộng đồng mạng coi rồi này nọ chửi bới em này, là nó này ngu, mày nuôi trai có tiền nuôi trai bỏ con này nọ không lo. Nhưng mà thực chất ra chỉ có người trong cuộc mới biết. Em cho anh hỏi này nhé, người đàn ông mà suốt ngày than đau lưng, nhưng người ta có làm được chuyện đấy không? Người ta có thực hiện được là cái người đàn ông không? Nói chung là cái tình dục thì đừng có nói nữa. Lâu dài do quan trọng nói dù tài không, sản. Không, anh biết rồi á. Nhưng mà ý anh đang chuyện là đau lưng. Thường là đau lưng là nói chung là quan hệ vợ chồng thì luôn luôn lúc nào cũng phải có. Không có nhu cầu đó làm sao mà đến với nhau sống như vợ chồng được, đúng không? Đúng rồi. Cái quan hệ vợ chồng thì luôn lúc nào cũng có. Nhưng mà không có phải giống như là giống người ta là nhưng ham mà có, muốn. Nhưng mà có yếu đến mức độ mà cái sức tưởng tượng mà mình hình dung là ông ta đau lưng không? Nhưng mà ông này đau lưng thì đau lưng, nhưng mà cái chuyện trả bài thì vẫn trả bài thôi. Nhưng mà đau lưng thì đau lưng, trả bài thì vẫn trả bài. Nhưng mà có cái nè. Nhưng mà em đi chụp phim ông ấy chưa? Chở ông ấy chụp phim chưa? Em chở đi mấy đốt x-quang rồi. Nhưng mà cứ dạng như là thì giãn dây chằng đúng không? Giãn đến mặt cũng ôi giãn như lên chằng cũng không có. Ôi mà sinh sống có gai cũng không có, sạn thận cũng không có. Là ông nó bị người ta làm bệnh gì nằm đó biếng. Rồi bệnh nằm biếng, bị người ta làm gì đó rồi cho nên đi khám 3-4 cái bệnh viện luôn không ra bệnh. Bệnh nằm biếng, bệnh này bệnh nằm biếng là chẳng có bệnh gì hết nha. Bệnh nằm biếng, anh hỏi em như vậy anh biết là xem mà con người ta làm biếng hay người ta thật tình, hay là thực sự người ta đau ốm hay người ta yếu. Mà nếu mà ốm ta già thái, nếu thực sự người ta đến mình người ta thương bà thật mình thật, nhưng người ta vì cái sức khỏe người ta không đủ. Không, nói chung nó sống với em nó cũng thương em chứ không phải không thương. Nhưng mà con cái này nó giận, nó không phải là đi lần này là lần đầu. Cũng đi là lần đầu tiên là lấy tiền là ít, lần đầu tiên cũng có đi bỏ đi, nhưng mà lấy tiền số tiền là chỉ có một giống như là tiền lương của nó làm là tới em nó tới về lãnh lương đưa về cho em mà nó không đưa. Ừ. Nó ôm chọn nguyên một tháng tuần lương. Không phải một tuần thôi là 5 ngày, 4 ngày, 4 ngày đó là 2 triệu là nó ôm đi. Ờ. Là nó không về đưa em là lần đầu tiên đó là nó đã bỏ đi. Xong cái hai lần sau nữa, cái khi mà em làm có tiền em mua được cho nó chiếc A Black màu đen á, xe số á, là em mua 10 triệu của ông anh của nó bán lại. Là bắt đầu nó giận em, nó ôm đi, nó ôm đi cầm 7 triệu. Rồi em phải nó giận em nó bỏ đi, xong rồi nó cũng phải liên lạc lại với em nửa tháng, trong vòng nửa tháng hàng tuần cũng phải liên lạc lại với em. Hết chỗ bám víu rồi. Không phải không có chỗ bám víu, mà nói chung là có cái tình thương thôi chứ bám víu gì. Nói chung là sống như cái tình thương. Không thôi. Anh đang nói chuyện người đàn ông này á. Cầm xe em đi cầm á, xong hết chỗ bám víu lại gọi cho em để chuộc. Đúng không? Không, nói chung là em năn nỉ chuộc hay là người đàn ông năn nỉ chuộc. Không, nói chung là xe của em cũng điện thoại cho liên lạc nó, rồi giờ nói giờ anh đi rồi thì anh cũng không có làm có tiền để chuộc xe, để đưa xe cho em chuộc.
tại vì em không, cái gì của em là em không muốn mất, em tiếc của này nọ rồi là em không thể nào mà bán để mà chi tiêu được. Em muốn sắm thêm thôi chứ em cũng muốn bán, nhưng mà con cái là nó cầm 7 triệu xong bỏ đi. Vậy là nhiều lần vậy sao em bỏ quá rồi chứ? Lần sau nữa, cái năm ngoái là cái Tết vừa gần Tết năm ngoái nữa, nó cũng đã bỏ đi hết một lần rồi. Năm ngoái nó cũng đã gom của em đi hết một lần rồi, gần Tết năm ngoái nó cũng đã quậy em hết một lần, nó cũng ôm xe em đi cầm 7 triệu, cái điện thoại 2 triệu, nó 9 triệu rồi. Thậm chí mà nói thẳng luôn, bây giờ em chịu đựng hết nổi, hết nổi luôn, hết nổi rồi, hết nổi rồi, nó làm một vố sau này nó ra con tôn tính trong sẵn trong đầu nó rồi. Thậm chí em đi tìm kiếm công ty bảo vệ bên Hải Sơn á cho nó làm, nó làm được 2 tháng thôi, mà tháng đầu bước vô làm là đã đâu nghỉ rồi. Rồi cái em mới nói là thôi ráng làm đi. Rồi ông này ông này cho thả lọc thôi. Rồi cái đầu cái ông này nuôi nhốt để cho ông có sức. Thậm chí em nó bỏ đi, em lên trên công ty bảo vệ của nó làm hả, em gặp đội trưởng đội phó gì các anh trên đội bảo vệ nói luôn á, trời ơi, thằng này không những con người nó không còn đạo đức nữa, không còn lương tâm đạo đức con người nó sống nữa. Mày thua rồi. Ai cũng khuyên em là bỏ đi. Thì em cũng nói là em chấp nhận bỏ, nhưng mà tài sản của em phải lấy lại, nhất là chiếc xe, quan trọng nhất là chiếc xe là cái chân đi của em, bây giờ em không có xe đi làm. Rồi. Bây giờ hôm nay anh em đã cố gắng đăng tải video em lên, hy vọng sớm tìm được thông tin là Nguyễn Hoài Anh. Dạ. Đúng không? Đang ở đâu? Sinh năm 1984. Dạ, chiếc A Black của em là hiệu màu đỏ trắng. Đỏ trắng, biển số mấy? Biển số là 68 V1, chữ V, chữ giờ đó, giờ 1. Chữ D, D đúng không? Dạ, VD đó, V1. Rồi. 05553. Ôi giời, số là dạ, số Nguyễn Hoài Anh sinh 1 tháng 1 1984, ấp K12, xã Phú Hiệp, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Rồi các cô chú chị, nếu ai phát hiện là người thông tin là Nguyễn Hoài Anh đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785888. Em gái này hiện nay là vô cùng bức xúc bởi vì cái tình thương của em gái này bỏ ra để đầu tư công sức cũng như tiền bạc, phải nói là yêu thương chiều chuộng người đàn ông này. Nhưng mà không ai ngờ là người đàn ông này, người đàn ông này hiện nay người ta lừa không còn cái gì cả, mất sạch luôn, lấy hết toàn bộ đó. Em thấy người đàn ông này có sướng không? Được ăn này, được ở này, tối được đạp mái này, được tiền cầm không, về này. Nói chung đó, ra bây giờ em muốn là chia sẻ tới cái video này tới gia đình của nó luôn. Nếu mà có ai mà có cái anh chị em, cô dì chú bác của nó, nếu mà có xem cái video này, nếu mà có thấy nó ở đâu liên lạc với nó, liên hệ với nó, liên hệ với em làm sao để trả chiếc xe lại cho em. Còn không em nó em sẽ đưa đơn lên thưa trên công an trên thành phố luôn á. Nếu mà như mà nếu mà nó, Tết năm nay mà bây giờ tới Tết này em cho trong vòng thời gian cho để tới Tết mà không liên hệ liên lạc với em trả xe em, là Tết năm nay em sẽ về gặp ba nó, nói chuyện với ba nó và nói chuyện với anh em của nó luôn. Ngày mùng 1 sẽ có mặt em ở dưới. Nếu đúng mà nó Tết không rồi. Đúng sáng mùng 1 Tết luôn. Sáng mùng 1 Tết 30 em xách xe về dưới. Nói chuyện với ba nó xong rồi mùng 1 em đợi anh ba chị ba nó qua, những anh chị mà ở xa về tụ họp lại anh em là sáng em mùng sẽ một Tết đấy. Nếu em xuống thì em cũng xuống thăm đàng hoàng. Thì mua, em cũng luôn thăm đàng hoàng. Em nói chung em biết sống lắm, em cũng mua không, đồ. Rồi câu chuyện này mình xin phép được gác lại em nhé. Dạ, em xin thưa đến lên cộng đồng mạng và anh chị em, cô dì chú bác gần xa, nếu mà có coi cái video này chia sẻ những thông tin đó giùm em để giúp em lấy lại số tài sản mà em đã bị tên Nguyễn Hoài Anh này lừa gạt tình và tiền. Và em mong rằng trên cộng đồng mạng, nếu mà cô dì chú bác gần xa coi cái video này, những cái người phụ nữ mà bị họ lừa gạt tình và tiền á, nói chung là coi cái nào giúp được thì giúp, còn không giúp được thì lướt qua, đừng có comment chửi họ. Cũng không ai muốn mình ngu để mà làm đổ mồ hôi công sức ra mình bỏ tiền mình nuôi trai, hoặc là mình không có ai muốn mình phải khổ, nhưng mà chẳng qua cái nghiệp cái nợ người ta phải trả. Nói chung là dính vào yêu thì dính vào yêu khó nói chuyện lắm, yêu rồi khó đúng không? Thôi bây giờ này, cái câu chuyện này mình xin phép được các lại. Bây giờ anh tiếp tục anh trò chuyện với em. Thì anh cũng là một người phụ nữ, phải nói là một người đàn bà cũng, dù rằng em có thể rất khỏe mạnh về thể xác, nhưng về tâm lý có thể là em nhiều khi em cũng rất yếu đuối. Thì em cũng mong muốn là được kết nối và được yêu thương, và được một người đàn ông nào đó mà hiểu em, mà thương yêu em, mà có thể là đến với em để có thể là dựa dẫm nhau, hai người lương tựa lẫn nhau để sống với nhau cuối đời. Thì anh hy vọng là trong cái cuộc trò chuyện này, nếu các cô chú anh chị, mà đặc biệt là các anh trai, hoặc các anh, các bạn ngang tuổi với em gái này, hoặc có thể là hơn đó, mà nếu ai thực sự mà thích phụ, mà nhắm nó phù hợp, mà nhắm em gái này có những cái gì đó tương đồng với mình, thì hãy mạnh dạn liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ mình Nguyễn Thành Dương. Các anh em sẽ tìm cách để kết nối, để có thể là hai người có cuộc trò chuyện
mà nếu mà tốt đẹp nữa thì hai người yêu thương nhau và hẹn hò và đến với nhau và có thể thành vợ chồng. Thì cái điều đấy là điều thực sự là mong muốn. Và anh em ở đây là mong muốn là giúp đời, giúp người, giúp từng trường hợp, giúp tùy hoàn cảnh, giúp tùy điều kiện. À, trước mắt là lấy tài sản, tìm lại tài sản cho em. Sau đó tìm tài sản cho em rồi thì tiếp tục kết nối cho em. Để hy vọng là em có một người bạn, bây giờ người đồng hành. Nói chung là bây giờ em chỉ muốn lấy lại tài sản thôi. Đấy, vì vậy cho nên bây giờ này, nếu thực sự mà có một người đàn ông nào đó mà yêu thương em, mà muốn đến với em, mà người ta thấy có gì đó mà em ẩn chứa ở trong lòng, có gì đó mà người ta thấy phù hợp, mà người ta muốn ngỏ ý, mà muốn yêu thương em ấy, thì em có đồng ý không? Nói chung là cũng tìm hiểu đó, tìm hiểu thì phải tìm hiểu, trước mắt là phải tìm hiểu rồi. Mình cảm thấy hợp những cái đúng gì rồi. Đó là mình mới thì như đồng này, ý được. Anh thông báo này, anh không nói là em đồng ý liền, nhưng mà các anh em sẽ xác minh người đàn ông đó là gì, và tên và ở đâu, công việc làm gì, nghề nghiệp ra làm sao, hiện nay người ta tình trạng làm sao, hôn nhân làm sao, thì anh mới cho em kết nối với người ta. Nhưng mà đến khi kết nối rồi thì có thể là em phải tìm hiểu nha, em phải xem là cái người đàn ông này có phù hợp với mình hay không. Có thể là phù hợp với người khác nhưng không phù hợp với mình, em hiểu không? Nhưng có thể là phù hợp với mình nhưng không phù hợp với người khác. Sống với nhau là phải phù hợp, phải tương đồng thì mới sống với nhau được em ạ. Phải có tiếng nói chung thì mới sống với nhau được nha. Thì anh hy vọng là nếu mà trong cái cuộc trò chuyện này, anh Hình luôn luôn mong muốn và hy vọng sẽ tìm được một lửa yêu thương cho em trong thời gian tới, mà có thể là qua năm giờ hiện nay thì năm hết Tết đến rồi, thì còn có vài ngày mình không nói nên điều gì được, đúng không? Nhưng mà hy vọng là qua năm ngày rộng tháng dài, có một người đàn ông nào đó có thể là trạc tuổi 40-50, có thể là 60, nhưng mà người ta thực sự người ta muốn đến với em, thương yêu nhà em đó, đường đường chính chính, thì em đồng ý hả? Đồng ý không em? Bây giờ em mong muốn là người đàn ông đó khoảng nhiêu tuổi, em cứ lên tiếng rõ ràng, người đàn ông mà sau này mới muốn đến với em ấy, mà để mà có thể là hai người tìm hiểu nhau, em mong muốn là người đàn ông nó khoảng nhiêu tuổi theo em? Lớn tuổi em rồi. Lớn là khoảng nhiêu? Bằng anh được không? Bằng anh được không? Anh là cũng hơi ốm nhưng mà anh có cái khoác anh khỏe. Bằng anh được không? Anh ốm nhưng anh có võ. Đồng ý. Nhiều người mập nhưng người ta không có võ. Cái này vừa. Đồng ý không? Anh ốm nhưng mà anh có võ. Đừng chê người ta ốm nha. Người ta ốm cái này á, xã hội nó có luật bù trừ. Người ta ốm cái này nhưng cái khác người ta không ốm. Đó. Nhưng mà rồi. Thôi, nhưng mà em mong muốn là người đàn ông nhiêu tuổi? Lớn hơn em là được. Bằng tuổi anh được chưa? Tạm được đi. Tạm được. Thế 60 được không? 60. 50 được không? Cũng được, nói chung là. Rồi ok em. Em mong muốn là người mập hay người ốm, người cao hay người thấp, khoảng mét mấy? Mình phải nói thật như vậy, cái tâm tư nguyện vọng. mình cứ nói thật. Mệt ghê. Nói chung ra bây giờ em cũng xin thưa lên với cộng đồng mạng và anh chị em cô dì chú bác gần xa, đưa hình giùm em đi. Được rồi, nói đi. Đưa tấm hình giùm em đi. Rồi có hình rồi. Có ai mà nắm bắt được thông tin là tên Nguyễn Hoài Anh, sinh 1 tới tháng 1 1984, nguyên quán cư ngụ là quê hương là ấp K12, xã Phú Hiệp, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Và chiếc xe của em là bị chiếc A Black màu đỏ trắng, biển số là 68V1055553. Nếu ai có thấy thông tin đó xin hãy chia sẻ và liên hệ với bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để mà lấy lại số tài sản cho em. Em chỉ cầu xin bây giờ trên cộng đồng mạng hãy giúp em để mà tìm kiếm tài sản, số tài sản của em đã bị mất, vì sống từ 2019 tới giờ cũng không, dù gì nữa không tình cũng nghĩa, mà nỡ lòng nào đi ôm gom của em mà phải chi tiền tài sản của nó làm ra, mồ hôi công sức của nó làm ra không nói. Mình vẫn còn nhẫn kim cương đi. Vẫn còn nhẫn kim cương vàng vòng đeo đỏ cổ đi gì nữa. Nó còn nhiều lắm, chưa hết được. Ông này ông lấy chưa hết. Anh là phải anh lấy hết luôn. Anh lấy em không còn miếng nào luôn. Nhưng mà ông này ông lấy vẫn còn để cho em mà vàng vòng vẫn còn, kim cương bạch. Thôi là cái này em cất đó. Em giấu đâu? Giấu, nói chung là bữa hổm em là bữa chủ nhật vừa rồi á, là chủ nhật mà trước khi nó đi á, là bữa thứ tư thứ năm nó gom đi đúng không? Chủ nhật thằng cháu của nó lên với con em nó qua nhà em nhậu, hai vợ chồng sống vui vẻ bình thường, không có gì cãi giả hết trơn. Nói chung không có gì cãi lộn mà để nó giận em mà nó gom đi hết. Đây là nó cố tình mà nó nói với em một câu á, nó đang nhắn tin cho em nói một câu á, đã sống chung với nhau như vợ chồng, tao giận mày tao bỏ đi vài bữa tao cũng về. Mà nó biết nói như vậy mà tại sao nó đi, nó gom của tài sản của em nó đi cố tình đôi. Thì bởi vậy em mới nói, nếu mà nó đã nói một câu đã xác minh
đã là vợ chồng sống chung với nhau, giận nhau thì không nên làm như vậy, đúng không? Mà giận nhau, mỗi lần giận nhau là nó gom của đẹp, tài sản nó đi. Đẹp xinh gái lấy mà ông tướng, ông thần tướng nhìn, này nhìn, ông tướng này, ông giận nhau gì nữa, tiền bạc của người ta, ví dụ mà người ta. Cái nhỏ này em đi với ông này là bà con với các bạn ấy có nói là xứng đôi không? Chứ anh nhìn là nó lệch nhau đấy, ông tướng ông xấu quá à. Nói chung ra thì nhìn nó xấu mà không nói được, xấu mà xấu tính thì nó là đẹp cái gì đó không có xấu dây tốt củ. Rồi bây giờ này anh hỏi lại em này, cái cuộc trò chuyện này là khác, còn cái cuộc trò chuyện về sau khác. Bây giờ là em mong muốn người đàn ông khoảng bao nhiêu tuổi, chạc tuổi bao nhiêu, mình phải nói có lập trường, mình phải nói rõ là khoảng bao nhiêu tuổi để người ta có hy vọng. Nói chung ra khoảng nhiêu tuổi người ta thích, người ta tìm đến. Ví dụ anh thích giờ, em này giờ anh... lớn tuổi, 1-2 tuổi, 5-7 tuổi, 5-6-70 tuổi người ta thích, người ta tìm đến. Chứ mình không có nói được cái dạng tuổi, hiểu không? Người ta, ví dụ người ta đang cô đơn, người ta thích, người ta tìm hiểu thì nói chung người là mình... ta sẽ tìm đến thôi, đúng không? Mình phải nói là tình yêu là không có biên giới. Ok tình chưa? Là nó không nói tuổi tác, nhưng mà nhỏ không, quá thì không được. Rồi. Thế Campuchia được không? Mấy ông Campuchia được không? Đem thôi lùi. Thế Trung Quốc được không? Anh à, chèo được thơm này, anh sẽ mà Trung Quốc thấy không chịu đâu. Không. Mắt không, mắt to nó cười, nó cười cái không thấy con mắt nó đâu hết trơn, làm sao mà nó thấy đường nữa, mà nó làm được, vụ thấy, kia thấy thấy mấy ông Trung Quốc giờ mắt to lắm. Bây giờ này không, anh tìm cho em một người đàn ông Trung Quốc. Đâu, nhưng mà anh sẽ dắt em sang tận nơi luôn. Thôi, được không? Anh công tha cho em dùng cái đi, anh dắt em sang tận nơi, anh làm mai cho em đàng hoàng được chưa? Nói chung là giờ em chỉ muốn lấy lại tài sản em thôi. Muốn có chuyện yêu đương thì tính sao đi. Rồi ok em. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ nếu thì có trái tim em còn đang điển máu, trái tim em còn đang đau. Nghĩ gì để có người chữa cho lành. Ngôn tình vậy, ngôn tình vậy đó. Đúng không? Trái tim em còn đang điển máu, trái tim em còn đang đau. Thành ra giờ em chỉ muốn lấy lại tài sản của em thôi. Sợ tim cái còn đập không? Còn tim này còn đập mạnh, nó còn đang dạo rực lắm. Nó điển máu thôi chứ dạo rực còn đập chứ không đập là chết rồi sao. Nhưng mà bây giờ này lên tới đây được. Hy vọng là các anh, các chị, các anh đi, các anh trai, hoặc có thể là các chú đi. Nếu ai thực sự nhé, nếu ai thực sự nghiêm túc, giỡn cái gì giỡn mà cái này là không giỡn. Đúng rồi. Thực sự bằng nghiêm túc, tình yêu không có đùa giỡn nha. Nếu xác định mà có cảm tình với em gái này thì hãy mạnh dạn liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ cho hai người để có cơ hội để kết nối, để có thể là trò chuyện với nhau, trước mắt là làm quen làm bạn, sau đó là tình yêu, và sau đó là có thể là thành vợ thành chồng. Nếu được như thế là cái cuộc trò chuyện này phải thực sự là rất ý nghĩa. Tiền bạc đồng ý là nó rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng những cuộc sống này. Không có tiền là không có giữ được gì, nhưng mà con cái là quan trọng, sống cái tình, cái nghĩa trước, tình yêu thương trước. Nhưng mà bây giờ này cái tiền bạc này có người đàn ông là bây giờ ví dụ người ta 60 tuổi không có kiếm, ngày mai có, người ta 60 tuổi mà số tài sản của em là anh theo anh nhìn nhận là khoảng chưa đến 100 triệu, mà bây giờ người ta muốn đến với em, người ta yêu em một phần, nhưng người ta muốn là dành toàn bộ cái tài sản của ông tướng kia, chưa biết lấy được hay không, nhưng mà ông người ta sẽ bù đắp cho em toàn bộ số tài sản đó và sẽ chấp nhận yêu thương em và mãi mãi chung thủy với em. Em có vui không? Vui thì vui, vì vấn đề người ta đến, người ta chăm sóc cho mình thôi chứ. Đó. Vui mà người ta chu cấp không, trả lại số tài khoản của em là không vui rồi. Không, nhưng mà người ta, vì người ta quá yêu mình, người đúng ta không rồi, có để cho mình là yêu nhau là phải đến với nhau cái đó, chân thật sống đó, chân tình vậy, cái chân thật anh kết em rồi đó. Còn mà yêu nhau mà đến với tiền bạc thì làm sao yêu, thì gọi là yêu đó là cái dạng anh vậy. Yêu áo đàn bà sống, áo đàn bà cũng bám váy phụ nữ sống mới gọi là yêu nè. Cái đó là yêu nhau, yêu sống là... tình nghĩa cái chân thật. Yêu nhau là hai người ấy, ngồi với nhau là hai tim nó phải đập bình bình bịch trên này, nhưng mà đấy. Tim anh gì nó héo rồi. Tim anh thì nó quéo rồi. Tim anh nhìn nó tê liệt rồi, nó héo rồi. Tim anh quéo quéo rồi, không còn đập nữa. Anh ốm yếu này, tim giờ nó nhỏ, gan này to nên tim nó nhỏ. Tim nhỏ muốn kiếm bự. Thôi, chị vừa nói cái gì bự? Không, mình không nói gì hết. Chị vừa nói cái gì bự? Rồi ok em nhé, bây giờ này. Tiếp tục trò chuyện mình hiện nay thì cũng có vui có buồn. Đúng không? Dạ, trong cuộc trò chuyện này có vui có buồn. Nói chung là từ lúc mà nó bỏ đi tới giờ là em không ăn không ngủ gì hết. Thành ra em mọi thông tin em lên đây em báo cho trên cộng đồng mạng, và em cũng muốn cho bà con dòng họ nó có ai có coi cái video này, nếu mà có gặp nó thì xin hãy liên lạc khuyên nó là trả, nên trả tài sản cho em, còn không á là em sẽ đưa đơn lên tới công an tòa, tới công an thành phố là nó sẽ đi tù. Em nói thẳng bây giờ này, cái cuộc trò chuyện này để mà gặp em mà liên lạc với em làm sao mà hòa giải để mà trả lại số tài sản cho em. Còn chắc chắn là phải trả rồi đó, còn không là em sẽ làm tới công chuyện luôn á. Cái gì của em là sẽ là của em nhé. Nên vì vậy bây giờ mình về tiếp tục em muốn gửi tới cái thông tin này cho dòng họ, bà con, anh chị em, con cháu của nó biết luôn, và trên cộng đồng mạng biết luôn,
Dạ, anh em cô dì chú bác gần xa nếu mà có ai thấy nó xin liên lạc với lại đội đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, cộng thể liên hệ với em. Nước da mà... nước da nhìn trắng đẹp, nói chung là nhìn đẹp này, mà nhiều anh trai quả này chắc rớt rãi chạy. Rồi ok em, nói chung là cũng còn mất được, còn hấp được, còn ngon, hấp được, nói chung còn ngon, hấp gì, hấp được, nói chung là cũng còn hấp được, liếm láp được, còn ngon. Em lại chị. Ok, bây giờ này, hôm nay thì em về đây nhờ anh em. Nói chung là mình sống là vui tính lắm. Đúng rồi. Hôm nay em bạc bác lắm, nói chung là đi đâu ai cũng mến cũng thương á. Ok, đi đâu ai cũng mến cũng thương yêu. Mình có thể là cái cuộc trò chuyện này cũng rất dài rồi. Hôm nay em về đây nhờ anh em mình chính mình Dương ghi hình và đăng tin tìm ông tướng phi công và bạn tình. Đến giờ phút này là có thể bạn tình nha, đừng nói phi công ấy, bạn tình. Bạn tình. Bạn tình đừng nói phi bạn công. Tình. Ừ, bạn tình ít tuổi hơn thì nếu mà không. Phi công nếu nó nghe trên cộng đồng mạng phải nói là nếu mà phi công nó xác định nó đã muốn cướp tài sản hay nó muốn lừa gạt mình thì nó đâu có sống với mình bền lâu như vậy. Rồi. Đúng không? Ok em. Ok. Nó đâu có sống với mình này, mà lâu. Cái cuộc trò chuyện này cũng rất dài rồi. Anh xin phép được kết thúc cái cuộc trò chuyện đây. Hẹn là em một dịp khác để chúng mình tiếp tục là trò chuyện. Hôm nay em về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình này, em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? À, anh cứ việc chia sẻ là các rồi, bạn okay. Mình còn kết nối yêu thương lắm mà. Rồi. Rồi đây thì đang kết nối đây nè, đang kết nối đây nha. Rồi anh sẽ kết nối nha em nhá. Ok em. Rồi. Xin chào em, xin chào tất cả cô chú chị em và các bạn.